Song Luân nỗ lực thoát cảnh mờ nhạt, làm 3-4 nghề, nhan sắc lấn át tài năng. Song Luân là diễn viên được khán giả màn ảnh trộm yêu thích khi thủ vai John Soái Ca trong phim Nhà Bà Nữ. Trước đó, nam diễn viên quê Đồng Nai góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Hoán Đổi, Lật Mặt 3, Quý Cô Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời Bản Việt, Cây Táo Nở Hoa. Song Luân tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1994. Thuở bé, anh có cuộc sống khá khó khăn, phải tự bươn chải bằng cách đi làm thuê, khâu dép, ra bến xe bán trái cây. Dù vậy, anh rất đam mê ca hát và luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một ca sĩ, không ngại biểu diễn ở các đám cưới. Có thời gian, Song Luân học song song hai ngành, một là y dược theo ý nguyện của bố mẹ, một là nghệ thuật theo sở thích của bản thân. Sau khoảng một năm, nhận ra không đủ thời gian chu toàn một lúc hai việc, anh quyết định nghỉ học ngành dược để theo đuổi đam mê ca hát. Năm 2010, anh được nhận vào một công ty giải trí nhờ gương mặt khôi ngô, chiều cao 1m8. Anh được dự đoán là gương mặt triển vọng của làng nhạc Việt, nhưng các sản phẩm đầu tiên phát hành đều không gây chú ý. Ngoài ra, Song Luân có đến 2 lần ghi danh giọng hát Việt vào các năm 2013-2015, nhưng đều thất bại. Đến năm 2016, anh gia nhập công ty giải trí của đồng nghiệp ông Cao Thắng và được đào tạo thêm về thanh nhạc và vũ đạo. Thời gian sau đó, anh trình làng ca khúc Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu và tạo hiệu ứng nhất định. Nhiều năm qua, sự nghiệp ca hát của Song Luân chững lại, nhưng anh không nản lòng mà vẫn âm thầm nỗ lực với hy vọng có duyên mọi thứ sẽ nở hoa. Ít ai biết rằng bên cạnh vai trò ca sĩ, Song Luân còn tìm kiếm cơ hội ở các lĩnh vực MC và kinh doanh, nhưng chưa nghề nào thực sự bùng nổ. Anh tập trung hơn vào công việc diễn xuất và xem phim ảnh là hướng đi quan trọng. Vai diễn mới trong bộ phim điện ảnh Nhà Bà Nữ được xem là một bước tiến lớn mang tên tuổi của Song Luân đến gần hơn với khán giả. Trước đó, con đường diễn xuất của nam diễn viên khá gian nan. Thời gian đầu lấn sân phim ảnh, anh đi casting và bị đánh rớt nhiều lần với cùng lý do diễn chưa đạt, chỉ được cái đẹp trai. Song Luân kể có lần anh bị đạo diễn mắng xối xả trên phim trường vì có một câu thoại mà quay mãi không xong. Song Luân tham gia nhiều dự án lớn, song tài năng của anh mãi chưa được khán giả công nhận do các vai thiếu màu sắc và ít đất diễn. Đã có rất nhiều người khuyên anh bỏ nghề, nhưng bản thân anh chưa từng có ý định buông xuôi. Mỗi khi cơ hội đến, anh lại tự nhủ phải thử sức thêm, xem đây là duyên nghề chọn người. Những bộ phim mà Song Luân được đánh giá cao về diễn xuất là Hậu Duệ Mặt Trời Bản Việt, Cây Táo Nở Hoa. Cuối năm 2020, anh được vinh danh nam diễn viên chính xuất sắc ở Asia Artist Award. Con đường tình của Song Luân trước đây tương đối lận đận. Tại chương trình Người Ấy Là Ai 2022, anh cho hay mình có 3 mối tình chính thức, mối tình lâu nhất kéo dài 4 năm. Theo Song Luân, anh gặp vấn đề với con số này vì cứ đều đặn 4 năm lại không thể đi tiếp cùng đối phương. Thời điểm này, nam diễn viên khao khát được yêu, lập gia đình và có một cô con gái nhưng vẫn chưa thể tìm được người sẽ đồng hành cùng mình trong hành trình này. Trong một chương trình khác, Song Luân tâm sự nỗi day dứt về người cũ. Đến bây giờ khi nhớ lại người yêu cũ, em vẫn chưa quên và vẫn còn yêu người ta. Em nghĩ về những ngày tháng em và họ hạnh phúc với nhau em vẫn vui. Nam diễn viên tiết lộ đã 4 năm sau chia tay, anh không tiến đến với ai. Thời gian ban đầu anh thấy bình thường, nhưng dần về sau bắt đầu cô đơn, muốn có người ở cạnh. Song Luân cũng cho thấy anh dần sẵn sàng với một mối quan hệ gắn bó. Sau hơn 10 năm bước chân vào ngành giải trí, Song Luân đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại để có được ngày hôm nay. Đặc biệt, tình yêu từ khán giả, đồng nghiệp chính là nguồn sức mạnh to lớn, giúp anh không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.